chào quý vị và các bạn, tôi là Mạnh Tùng, thay mặt cho nhóm chuyên gia của bất động sản.com.vn. Ngày hôm nay tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu về thị trường bất động sản Hưng Yên, cập nhật những thông tin mới nhất và đánh giá tiềm năng của thị trường này. Nếu có nội dung nào bạn muốn tìm hiểu thêm thì hãy để lại câu hỏi cho chúng tôi. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu hành trình nào. Với vị trí cửa ngõ phía đông nam của Hà Nội, nằm trên trục đường quốc lộ 5A và tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, quốc lộ 5B, cao tốc Cầu Rẽ-Ninh Bình, Hưng Yên sở hữu nhiều lợi thế trong việc kết nối giao thương với thủ đô và các tỉnh thành miền Bắc. Trong bối cảnh quỹ đất Hà Nội ngày càng hạn hẹp, giá cao, dịch chuyển ra các đô thị vệ tinh gần kề thủ đô trở thành xu hướng giúp thị trường bất động sản Hưng Yên thăng hạng. Trước khi nói về thị trường bất động sản Hưng Yên thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu một số những thông tin tổng quát về tỉnh Hưng Yên. Tọa lạc ở trung tâm đồng bằng sông Hồng, Hưng Yên là một trong 7 tỉnh thành tạo nên vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Tỉnh Hưng Yên có diện tích tự nhiên là 923,2 km². Theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, tổng dân số Hưng Yên là 1.252.731 người, xếp thứ 28 trên 63 tỉnh thành. Hưng Yên có 10 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, gồm một thành phố, một thị xã và 8 huyện. Trung tâm hành chính của tỉnh Hưng Yên là thành phố Hưng Yên, cách Hà Nội khoảng 60 km. Từ năm 1997 thì Hưng Yên đã được tái lập sau 28 năm hợp nhất với Hải Dương. Từ đó đến nay, tỉnh Hưng Yên đã có những bước chuyển mình rất mạnh mẽ, đạt nhiều thành tựu về phát triển kinh tế xã hội, là một động lực quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Hưng Yên khai thác tốt thế mạnh vị trí ngay sát Hà Nội, trung tâm đồng bằng sông Hồng, với mạng lưới giao thông kết nối vùng khá hoàn chỉnh để phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư. Tính đến năm 2021, Hưng Yên thu hút 2.073 dự án đầu tư, trong đó có 503 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 6 tỷ đô la Mỹ. Các dự án FDI tập trung ở các khu công nghiệp lớn của tỉnh như khu công nghiệp Phố Nối A, khu công nghiệp Dệt May Phố Nối, khu công nghiệp Thăng Long 2, Sumitomo, khu công nghiệp Yên Mỹ 1, 2, khu công nghiệp Minh Đức, khu công nghiệp Minh Quang. Hiện tại thì chưa có phê duyệt chính thức cho quy hoạch Hưng Yên vào giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể tìm hiểu một số định hướng về quy hoạch đáng chú ý như sau. Định hướng sử dụng đất đối với khu phát triển công nghiệp, phát triển các khu công nghiệp dọc theo các trục, gồm trục cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, đường nối cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với cao tốc Cầu Rẽ-Ninh Bình, trục quốc lộ 5, trục kết nối quốc lộ 5 với cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, trục đường tỉnh 387 kết nối với cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, trục Tân Phúc-Võng Phan. Định hướng sử dụng đất cho khu vực thương mại, dịch vụ, du lịch, phát triển Hưng Yên trở thành địa điểm du lịch trong ngày và cuối tuần cho người dân Hà Nội và các tỉnh lân cận. Ưu tiên phát triển các dịch vụ vận tải, logistics, trọng tâm là tại thành phố Hưng Yên, thị xã Mỹ Hào. Định hướng sử dụng đất cho khu vực đô thị. Dự kiến đến năm 2030, Hưng Yên có 17 đô thị, trong đó thành phố Hưng Yên là đô thị loại 1, thị xã Mỹ Hào là đô thị loại 2. Là một đô thị vệ tinh ở trong vùng thủ đô, thì tỉnh Hưng Yên đang dần dần hình thành hệ thống các tiện ích dịch vụ để đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí và sinh hoạt của người dân địa phương và khu vực lân cận. Hưng Yên cũng là một trong những địa phương được lựa chọn để triển khai dự án quy hoạch xây dựng hệ thống các trường cao đẳng đại học tại vùng thủ đô. Toàn tỉnh hiện có hơn 30 trường đại học cao đẳng, tính cả các trường đại học từ Hà Nội di rời về. Về y tế, Hưng Yên có mạng lưới cơ sở y tế khá hoàn thiện, với 2 bệnh viện đa khoa, 6 bệnh viện chuyên khoa, 4 trung tâm y tế tuyến tỉnh. Hưng Yên hiện chưa có siêu thị, trung tâm thương mại quy mô lớn nào đi vào hoạt động, mới chỉ có một số siêu thị vừa và nhỏ ở khu vực phố nối. Sự xuất hiện của các trung tâm thương mại trong các dự án lớn như Vinhomes Ocean Park 2 được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu mua sắm, vui chơi, giải trí cho người dân Hưng Yên. Với những lợi thế đã phân tích ở trên thì những năm gần đây, Hưng Yên nổi lên là một trong những thị trường bất động sản vô cùng hấp dẫn ở tại khu vực phía Bắc với mức độ quan tâm liên tục tăng. Theo dữ liệu lớn của bất động sản.com.vn, thị trường bất động sản Hưng Yên trong quý 1 năm 2022 ghi nhận xu hướng tăng lên cả về số lượng tin đăng và mức độ quan tâm ở tất cả các loại hình nhà đất bán và cho thuê. Cụ thể, trong quý 1 năm 2022, loại hình đất nền tại Hưng Yên có mức độ quan tâm tăng 15% so với cùng kỳ năm 2021. Nguồn cung ra thị trường cũng tăng với hầu hết các loại hình bất động sản. Theo dữ liệu của bất động sản.com.vn thì hiện có khoảng 70 dự án bất động sản đã và đang được triển khai tại Hưng Yên. Trong đó có hơn 50 dự án khu đô thị và dự án phát triển nhà ở. Con số này vẫn khá là khiêm tốn so với hơn 1.000 dự án tại thị trường Hà Nội. Trong 3 năm trở lại đây, giá bất động sản tại Hưng Yên tăng lên theo xu hướng chung của thị trường dưới tác động của các thông tin quy hoạch, dự án hạ tầng, giao thông. Nguồn cung dự án mới hạn chế và xu hướng dịch chuyển dòng vốn ra vùng ven Hà Nội là nguyên nhân khiến giá nhà đất Hưng Yên biến động mạnh. Nhìn chung thì thị trường bất động sản của Hưng Yên đầu năm 2022 khá là sôi động, đặc biệt là loại hình đất nền tập trung ở khu vực Văn Giang và Văn Lâm, ăn theo các dự án lớn và đất nền gần các khu công nghiệp.
huyện Văn Giang được coi là khu vực sôi động nhất của thị trường bất động sản Hưng Yên, nơi tập trung nhiều dự án nhà đất nổi bật. Văn Giang chỉ cách Hồ Gươm khoảng 12 km, dễ dàng kết nối với Hà Nội qua các cầu Thanh Trì, Vĩnh Tuy, đường vành đai 3. Nhờ lợi thế vị trí và hạ tầng, có nhiều khu công nghiệp, bất động sản Văn Giang thu hút nhà đầu tư với các loại hình chung cư, đất nền dự án, đất thổ cư. Giá bất động sản Văn Giang trong 3 năm trở lại đây ghi nhận mức độ tăng nhanh nhất tỉnh Hưng Yên. Theo dữ liệu của bấtđộngsản.com.vn, giá bán trung bình các loại hình bất động sản Văn Giang hiện ở mức như sau: căn hộ 37 triệu một mét vuông, biệt thự liền kề 126 triệu một mét vuông, nhà mặt phố 173 triệu một mét vuông, nhà riêng 56 triệu một mét vuông, đất nền dự án 46 triệu một mét vuông, đất thổ cư 29 triệu một mét vuông. Quý vị và các bạn thân mến, tôi đang có mặt tại dự án khu đô thị Eco Park thuộc huyện Văn Giang. Khi mà nhắc tới các dự án bất động sản ở tại tỉnh Hưng Yên thì không thể bỏ qua dự án khu đô thị Eco Park này. Với diện tích 500 hectare thì Eco Park là khu đô thị xanh lớn nhất miền Bắc và là dự án bất động sản nổi bật nhất của tỉnh Hưng Yên. Khu đô thị Eco Park có 7 phân khu chung cư với các căn hộ theo concept đa dạng, giá bán dao động từ 30 đến 70 triệu một mét vuông tùy theo vị trí, diện tích. Ngoài căn hộ, Eco Park cũng có các loại hình nhà phố, biệt thự chia thành nhiều phân khu, thiết kế đa dạng cho người mua lựa chọn. Những tháng đầu năm 2022, thị trường bất động sản Văn Giang lại nóng lên với sự ra mắt của đại dự án The Empire Vinhomes Ocean Park 2. Dự án The Empire Vinhomes Ocean Park 2 có quy mô 458,9 ha, nằm tại hai xã Nghĩa Trụ và Long Hưng. Đây là giai đoạn 2 của quần thể đô thị Vinhomes Ocean Park ở Gia Lâm, Hà Nội. Với 8 phân khu, dự án bao gồm các loại hình bất động sản đa dạng như chung cư, liền kề, shop house, biệt thự, đi kèm hệ thống tiện ích hiếm có. Đại dự án Vinhomes Ocean Park 2 được ra mắt vào cuối tháng 4 đã tạo ra những biến động đáng chú ý trong thị trường đất nền của khu vực lân cận. Giá đất khu vực hai xã Long Hưng và Nghĩa Trụ tăng trung bình 1 đến 3 triệu một mét vuông tùy vị trí. Tại các vị trí đẹp, giá đất tăng 20 tới 40%. Đất Nghĩa Trụ mặt đường Tô Hiệu được giao bán trên 50 triệu một mét vuông. Có những vị trí ngay cạnh dự án Vinhomes Ocean Park 2, giá giao bán đạt 65 tới 67 triệu một mét vuông. Đất đồng tỉnh gần dự án, đường rộng hai ô tô tránh nhau đang được chào bán 35 tới 37 triệu một mét vuông. Những vị trí ở đồng tỉnh cách dự án 100 tới 200m, giá giao bán đều chạm ngưỡng 50 tới 57 triệu một mét vuông. Những lô đất sâu trong các ngõ nhỏ, giá giao dịch đạt mức 18 đến 25 triệu một mét vuông. Bên cạnh hai đại dự án là Eco Park và Vinhomes Ocean Park 2 thì thị trường bất động sản Văn Giang cũng đón nhận thêm nguồn cung với hai dự án đáng chú ý, đó là Vinhomes Đại An và khu đô thị Xuân Cầu. Vinhomes Đại An quy mô gần 300 ha, nằm trên địa bàn xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang và thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, khu đô thị Xuân Cầu với tổng diện tích gần 200 ha ở thị trấn Văn Giang. Ngoài huyện Văn Giang thì thị xã Mỹ Hào với trọng tâm là khu vực phố nối cũng là một thị trường có nhiều giao dịch sôi động, hưởng lợi từ làn sóng đầu tư vào các khu công nghiệp và nhiều tập đoàn lớn đầu tư rất là mạnh mẽ, bài bản phát triển đồng bộ các khu đô thị mới ở đây. Ví dụ như là tập đoàn TNT Group, TNA hay là Hòa Phát. Theo dữ liệu tin giao trên bấtđộngsản.com.vn, giá bất động sản Mỹ Hào hiện ở mức đất nền dự án trung bình 35 triệu một mét vuông, đất thổ cư 16 triệu một mét vuông, nhà mặt phố 52 triệu một mét vuông. Một số dự án nổi bật tại khu vực phố nối: khu đô thị TNT phố nối, khu đô thị Hòa Phát phố nối, khu đô thị New City phố nối. Sự xuất hiện của các khu đô thị mới được quy hoạch đồng bộ và bài bản đã mang lại những cái tác động rất là tích cực đến giá đất ở tại khu vực phố nối thị xã Mỹ Hào và khu vực lân cận thuộc huyện Yên Mỹ. Đơn cử, những lô đất thổ cư trong ngõ thuộc phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, gần vườn hoa của khu đô thị Hòa Phát vào thời điểm cuối năm 2020 có giá chỉ từ 15 đến 19 triệu một mét vuông, nay được chào bán với giá từ 22 đến 24 triệu một mét vuông, khoảng 1,3 đến 1,4 tỷ một lô, diện tích 60 mét vuông. Nếu xét theo lệ hình thì đất nền gần khu công nghiệp là loại hình bất động sản tăng nhiệt rõ nét nhất trong 2 năm qua tại tỉnh Hưng Yên. Sự khởi sắc của bất động sản công nghiệp với liên tiếp các khu công nghiệp lớn được phê duyệt như khu công nghiệp phố nối A mở rộng, khu công nghiệp số 5 đã tác động tích cực đến thị trường, khiến đất nền lân cận thiết lập mặt bằng giá mới. Đơn cử, đất gần khu công nghiệp phố nối Mỹ Hào thời điểm cuối 2020 có giá 17 tới 21 triệu một mét vuông. Cuối năm 2021 đã tăng lên 24 tới 27 triệu một mét vuông. Những lô ở vị trí mặt đường lớn có thể kinh doanh, giá giao bán lên tới 36 tới 41 triệu đồng một mét vuông. Đất gần khu công nghiệp ở Ân Thi, dọc trục đường quốc lộ 38 tăng giá từ mức 13 tới 18 triệu một mét vuông lên 17 tới 23 triệu một mét vuông. Với những lô góc hai mặt thoáng, giá tăng từ 20 tới 24 triệu một mét vuông,
lên 27-31 triệu một mét vuông. Đất gần khu công nghiệp ở Văn Giang, vị trí gần đường tỉnh lộ 379, giá giao bán tăng từ 25-30 triệu một mét vuông lên 31-36 triệu một mét vuông. Đất vị trí đẹp gần khu công nghiệp ở xã Trừng Trắc, Văn Lâm cũng tăng giá từ 20-25 triệu một mét vuông lên mức 24-30 triệu một mét vuông. Về tình hình đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thì với đặc thù là nơi tập trung nhiều các khu công nghiệp, Hưng Yên hiện đang thu hút rất nhiều các công nhân ở trong và ngoài tỉnh tìm đến để kiếm việc làm cũng như là sinh sống, kéo theo nhu cầu về chỗ ở gia tăng, đặc biệt là nhà ở xã hội. Tuy nhiên, Hưng Yên hiện mới có 3 dự án nhà ở xã hội với quy mô trên 4,2 ha đang được triển khai, gồm khu nhà ở cho người thu nhập thấp thành phố Hưng Yên, khu nhà ở xã hội Phúc Hưng phố Nối, khu nhà ở xã hội Phúc Hưng 2 thị xã Mỹ Hào. Ngoài ra, có 8 dự án bất động sản dành quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội theo quy định. Nếu là người mua với mục đích để ở thì bạn có thể cân nhắc tình hình tài chính cũng như là nhu cầu của mình để lựa chọn một cái căn hộ ở một cái khu vực nào đó phù hợp với mong muốn của bạn. Ví dụ như là ở Eco Park có rất nhiều các sản phẩm căn hộ vô cùng đa dạng để bạn có thể cân nhắc. Hay là ở Vinhomes Ocean Park 2 cũng hứa hẹn mang tới rất nhiều lựa chọn cho người mua nhà, đặc biệt là cái hệ thống tiện ích vô cùng phong phú ở nơi này. Còn nếu như bạn thích nhà liền thổ thì bạn có thể lựa chọn đất thổ cư hoặc là đất nền ở gần dự án nơi bạn làm việc. Tuy nhiên, bạn hãy lưu ý kiểm tra thật kỹ hệ thống tiện ích ở xung quanh miếng đất mà mình mua, xem nó có thuận tiện cho cuộc sống sinh hoạt của bạn hay không, cũng như là sự thay đổi trong tương lai như thế nào. Bạn cũng cần phải cân nhắc kỹ khoảng cách di chuyển từ nơi bạn sinh sống cho đến nơi bạn làm việc. Và ngoài ra, những người mua đất thổ cư hay là đất nền thì cũng phải kiểm tra cái tính pháp lý của miếng đất mà mình mua, xem là có sổ hay chưa, cũng như là có vướng tranh chấp hay là dính vào quy hoạch nào hay không. Với những người mua để đầu tư thì có hai loại hình để lựa chọn, đó là đất nền và căn hộ. Với đất nền thì hãy lưu ý là bạn cần cân nhắc lựa chọn những cái miếng đất ở gần các dự án lớn của Vinhomes hay là Eco Park hay là khu đô thị Xuân Cầu ở Văn Giang, Văn Lâm. Ngoài ra, bạn có thể cân nhắc lựa chọn đất nền ở gần các khu công nghiệp thuộc huyện Yên Mỹ, Mỹ Hào hay là Ân Thi. Với các nhà đầu tư nhỏ lẻ, tài chính khiêm tốn thì có thể lựa chọn đầu tư đất nền ở các huyện như là Tiên Lữ, Kim Động hay Khoái Châu. Với tầm tài chính từ 500 tới 800 triệu đồng thì nhà đầu tư có khá nhiều lựa chọn mua đất thổ cư dọc các trục đường liên xã ở gần trường, gần chợ. Với các lô có vị trí đẹp có thể kinh doanh được thì giá vào khoảng tầm hơn 1 tỷ. Vừa rồi thì chúng tôi đã cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường bất động sản Hưng Yên. Bất động sản.com.vn đánh giá Hưng Yên là một thị trường rất tiềm năng bởi vị trí cửa ngõ của thủ đô Hà Nội, quỹ đất còn dồi dào, biên độ tăng giá tốt, hạ tầng ngày càng được nâng cấp. Hưng Yên chắc chắn sẽ là một lựa chọn đáng cân nhắc trong xu hướng dịch chuyển dòng vốn ra vùng ven của Hà Nội. Tuy nhiên thì thị trường bất động sản Hưng Yên hiện nay đang phát triển không được đồng đều, giao dịch sôi động nhất chủ yếu vẫn tập trung ở các vùng phụ cận Hà Nội như là Văn Giang và Văn Lâm. Gần đây thì các nhà đầu tư bắt đầu mở rộng tìm kiếm bất động sản ở tại các thị trường nhỏ hơn như là thành phố Hưng Yên hay là huyện Yên Mỹ, huyện Khoái Châu. Sự xuất hiện của các đại dự án được phát triển bởi các tập đoàn lớn và uy tín được đánh giá là sẽ gây ra những tác động rất là tích cực đến thị trường bất động sản Hưng Yên. Hy vọng rằng chương trình ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin hữu ích nhất để giúp các bạn đưa ra những lựa chọn về đầu tư hay an cư ở tại Hưng Yên phù hợp với nhu cầu và tài chính của mình. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm những thông tin về bất động sản tại Hưng Yên và những dự án mới nhất, hãy truy cập vào bất động sản.com.vn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!